Em chào anh Bảo Vũ, em đi qua Phụng Nguyên mà Phụng Nguyên đăng bài trong trong cái bài đó toàn bạn bè không à, bọn chống cộng nó không thấy. Đăng này cho nó thấy. Đây là một cái bài của An Trai. Và một cái bài của và Hùng Anh Nguyễn. Nghe nghe cái bọn chó tụi mày la hồ hồ. Cả đảo đĩ mẹ bọn chúng bay. Bọn chúng mày á hả? Nằm dùng con đĩ mẹ bọn chúng mày. Thôi đúng không? Không cho ai nói hết trơn đúng không? Cái đám chó của chúng mày á. Chấp nhận người tao đâu có mượn qua lũ lũ chúng mày chấp nhận thằng chó này dẫn người lại tới nhà anh Lo Minh nè cả nhà. Thằng chó đẻ này đã dẫn người là tới nhà anh Lo Minh đây. Và hai thằng đèn gác chằn á. Vậy chứ để cho bọn chúng mày sủa 43 năm rồi, ông cha cái lũ chúng mày á. Xác minh hả? Chứ không phải bọn chúng mày đi lợi đó hăm dọa người ta, trèo vô cửa gào người ta, kêu gào lên. Cái lũ chó chúng mày đây, thằng chó đẻ này chạy lại nhà anh Lo Minh đó nè cả nhà. Lời châm biếm gì hả? Lời châm biếm gì bọn đó, bọn chúng mày á, tao nói vô cái đám chống cộng cái lũ chó chúng mày ha, bọn chúng mày á xuyên tạc á, nãy giờ tụi bay á lôi ra những người ăn hối lộ, người nào có người mà bọn chúng mày lôi hối lộ mày dính tới cờ kêu tới tên bác á, là tao nói là tụi mày dính vào chính trị, tụi mày muốn lật đổ chế độ cộng sản này hả? Ngày xưa ông cha của tụi chúng mày á, là lũ Việt Nam Cộng Hòa đó, nó ở trong miền Nam đó ha, nó ác với dân cỡ nào, bởi vì tao với anh Lô Minh là người miền Nam, nó nói tiếng nói là tụi bay biết là người miền Nam rồi, nghe không? Những người trong tiếng nói, trong cái những người ở trong miền Nam á, tại sao ghét chúng mày đúng không? Tại sao như trong những người trong miền Nam không, miền Bắc là không, những người trong ở miền miền Bắc không phản đối chúng mày nhiều, mà để những người trong miền Nam, tụi bay thấy hiện nay bây giờ những người miền Nam mà lên phản biện lại chúng mày, tại vì chúng mày là thế nào, chúng mày ác với người dân miền Nam, vì chỗ đó những người dân miền Nam lên phản biện là chúng mày. Và những người dân miền Nam 43 44 chục năm trước tiếp tay cho Bác Hồ, lính cụ Hồ đánh đuổi cái đám giặc tay sai, đánh đuổi cái đám tay sai Việt Nam Cộng Hòa, ngụy quân ngụy quyền chó đẻ chúng mày đó, đi bay qua nước ngoài đó 43 năm rồi, tao tưởng đâu có đám con cháu của thằng ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa nó tu tâm dưỡng tánh ở bên xứ Cali rồi, rốt cuộc nó đâu có muốn đâu, nó lên nó ra rã nó sủa hàng ngày thấy không, nó xuyên tạc về đất nước thấy không, nó xuyên tạc về đất nước rồi thì cái chỗ đó gì đâu phải gì nó minh, nhiều người lên nói, miễn người ta lên nói á, sự thật á thì tụi bay lỡ tới nhà người ta, tụi bay đánh phá, tụi bay hăm dọa, tụi bay đánh phá những người nào đó, tụi bay hăm dọa những người nào người ta sợ bay. Còn anh Lôi Minh người ta sống ở bển từ bé từ nhỏ, người ta nắm lực pháp trong tay rồi, bây giờ bay bay lỡ nhà người ta, bay không còn hăm hù nữa được thì giờ bay thua phải không, để người ta kiện đúng không? Anh Lôi Minh á thì anh nắm lực pháp trong tay, anh đi kiện tụi mày bây giờ biết sợ, nhưng mà tụi mày kêu cộng đồng của tụi mày được bao nhiêu người, cộng đồng tụi bay tao đếm, để tao đếm kỹ là coi trên trên dưới nè bà con ha, nó mượn tay cộng đồng bà con đếm hết đi, bà, đây nè bà con đếm hết đây, đây được bao nhiêu người trên dưới chưa được nhiêu, 20 người hai mấy người, ủa cộng đồng người Việt là cả 10.000 người lắm mà đúng không, à, cộng đồng người Việt tới 10.000 và mấy chục ngàn cái ngày 10.000 người gì đâu, mà sao mà ở đây có ba chỗ ba hai mấy 30 người vậy, là có cái nhóm của tụi bay là cái nhóm đi tới đâu đồ phá làng phá xóm tới đó
thấy không? Chứ cộng đồng nào ủng hộ bay mà con đang sinh sống tại Mỹ, người ta ghét tụi bay cay ghét đắng tụi bay biết không? Hằng ngày bà con cũng lên trên mạng nói chuyện, thấy không? Ở trong trang ta bà con rất là nhiều cái ghét tụi mày vậy lắm. Hiện nay giờ tao nói á, ngày xưa tụi mày á, thấy không, chống cộng tụi mày còn lợi xin tiền người này, tiệm phở, tiệm bánh, tiệm nail, tiệm đồ tụi mày còn làm tiền cho tao được, thấy không? Tao sợ tụi mày, thấy không? Ngày hôm nay á, những người mà lên á, đây á, thấy không, chửi cái tụi mày vậy đó, chửi cái lũ chúng mày vậy, bà con hôm nay người ta hết còn sợ chúng mày đây sắp tới chết đói chết mẹ luôn, thấy không? Thấy coi bọn chúng mày còn đi phiên góp ai nữa hay không? Tụi mày làm khuyên góp toàn tụi mày á, đang gửi tiền về đi đánh phá, kêu những người trong nước á, đi biển tình lật đổ chế độ cộng sản rồi đi tù vào tội. Cái đám chó tụi bay á, nó ác ôn thời thằng cha tụi bay là F1 rồi, thời của tụi bay là F2, thấy không? Nè, tao thích tụi mày luôn á, hôm nay tụi mày đi kiện đúng không? Để trời ơi, nghe tụi mày đi kiện tao mừng lắm. Nè, kiện á, thắng không nói làm chi đi, không thắng nha, ông Long Minh ở chiếc nào cũng kiện lại chúng mày nè, lo tiền đi. 30-40 người của bọn chúng mày hùng tiền lên mà đòi thường tiền kiện cô cho ông Long Minh đi. Ha, đây nè, ha. Trời ơi, nghe tụi mày nó kiện kiện cho tao nó mắc cười quá hả, không? Nè, ba thằng quỷ này nè cả nhà. Ba thằng chó đẻ này là nhà anh Lô Minh nè. Ba thằng khốn nạn, ba thằng quỷ sống này nè. Ba thằng chó đẻ này nè. Bức xúc cái gì? Chờ từ giải phóng đất nước Mỹ là từ tiếng Anh là tiếng gì? Hả? Thằng ngu. Mày thuộc tiếng Anh không? Rồi là anh gì? Rồi làm gì người ta? Đây mấy thằng cái mặt này, cái mấy thằng mặt này là mấy thằng mấy cái thằng này là mấy cái thằng mà ở nhà anh Lô Minh nè, đó. Thằng này chuẩn bị ăn cơm tù rồi nè cả nhà. Đó, nhịn mặt của nó là biết tối đen rồi đó. Chuẩn bị ăn cơm tù rồi đó, cả nhà thấy không? Lô Minh vẫn tiếp tục thách thức tôi và đồng bọn của hắn là quân khúc ở tại Hà Nội. Sao mày không đi về kiện quân khúc đi? Nhưng mà tôi cũng xin nhắn là hả? Nói thật là tôi không có sợ. Sao mày không về kiện quân khúc? Không bao giờ sợ. Còn riêng về anh Lôi Minh này á, là gia đình tôi rất là bất xúc. Và khi tôi thấy anh đưa lên những cái clip á, quá sai sự thật và quá phản bội. Là họ sẽ cùng chúng ta điều tra cái vụ việc này cho tới cùng. Đi điều tra đây. Bây giờ họ khuyên là tất cả mọi người trong cộng đồng nên giữ bình tĩnh để luật pháp làm việc với lại người này. Cái đám chó tụi bay á, đó, cái đám chó cộng đồng đó đó, đó cộng đồng với 20-30 người đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? cái đám chó chống cộng có lộ lũ chúng mày á, ha, mày lên á, mày xuyên tạc đất nước á thì được. Ủa, cái đất nước Mỹ tự do ngôn luận mà, đúng không? Tự do ngôn luận thì người ta có quyền người ta nói, không? Ta nói Facebook của người ta, ta đâu đụng chạm tới mã cha cái lũ chúng mày đâu. Mà lũ chúng mày về đi lên kiện, đi kiện đi, nhớ kiện nha, không? Tao thách bọn chúng mày đi kiện luôn, ông Lô Minh thách chúng mày đi kiện luôn rồi đó nha. Đi kiện phải cho thắng nghe chưa? Đi kiện phải cho thắng nghe. Nghe chưa, cái đám chó lưu vong. Đây đó nè, một bài viết mới nữa nè. Nghe không? Tin vui, tên Việt Cộng nằm dùng. Trời đất quỷ thiền ơi, nó để ông Lô Minh tin vui ha. Anh chị em thấy nè, để ổng nè. Nó viết bài ổng nè. Hiện nay giờ anh Lô Minh ổng bển, ổng nổi lên dữ lắm rồi. Nghe không? Lưu tấm hình ảnh thì gửi về cho ổng mới được. Đây nó viết bài về anh Lô Minh đây cả nhà. Nó viết bài về anh Lô Minh đây. Lê Minh có thể bị trục xuất hoặc tù 7 năm về tội gì? Nghe tụi bay nói thiệt, tao mắc ấy quá.
theo luật bổ sung năm 2009, bổ sung luật gì đó, tiếng Anh gì 89 gì đó ha. Động thái Lô Minh làm nhiều video mắng chữ đe dọa cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã trở thành một tội ác thù hận, một tội ác khuynh hướng có định kiến về cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ủa? Dạ kính thưa bà con, dạ kính thưa bà con, anh Lô Minh, bà con có coi xem lại những cái clip của anh Lô Minh hết lại đi. Anh Lô Minh chửi đám chống cộng chứ không có chửi bà con, những người kiều bào người ta tỉnh, người ta biết hết trơn, cái đám chống cộng của tụi bay, đừng có lôi những bà con kia vô. Anh Lô Minh chửi cái đám chống cộng, cái lo lũ chúng mày, có mấy chục người của chúng mày thôi, chứ đâu có chửi bà con kiều bào. Bà con người ta có ảnh hưởng gì tới đâu mà anh Lô Minh chửi người ta. Anh Lô Minh chửi cái đám chống cộng, đám chó đẻ, đám trâu xanh chó đẻ mà, đúng không? Bà con nên tỉnh táo lại nha. Và cái đám chống cộng của mày nhớ điều kiện nha. Cái thằng đét chằn, đích chằn gì đó ha. Cái thằng đích chằn với cái thằng lùng đó đó, ba thằng bay á, với con Ly Sao Phạm đó ha. Con Ly Sao Phạm cầm đầu ba thằng bay ha. Hèn chi, nói như nào. Ê, con Ly Sao Phạm bữa nay ngồi là cái con cầm đầu lũ chúng mày đúng không? Rồi bắt qua con Ly Sao Phạm chơi bọn cho bà con thấy. Con Ly Sao Phạm bây giờ nó rung rồi, nó đái ra quần rồi bà con. Nó đái ra ra quần rồi. Bà con thấy chỗ nó ngồi nè. Chỗ nó nè. Hé, bà cho mày hé. Bà con thấy nè. Hôm nay nó sợ đi tù rồi bà con. Bà con thấy không? Đem hai ông hổ đừng giữ nó, thấy không? Nó sợ chết rồi, nó đem hai ông hổ đừng chắn an cái mạng nó lại. Đã nói rồi, công an an ninh Việt Nam rất là tài giỏi. Con cái đầu đồng bọn của cái con Ly Sa Lé, tao gửi với đồng bọn con Ly Sa Lé nè, con Ly Sa Phạm nè. Nha, đừng có lấy con hổ này ra mà hả mà chắn an gì trơn. Tao nói mày chung ở dưới hốc bà tối, chung với chung ống cống về an ninh Việt Nam cũng nắm đầu mày về thôi, con lé Ly Sao Phạm và cái đám chống cộng của lũ chúng mày. Nghe tao rõ tao nói nghe chưa? Nghe không? Nha, con Ly Sa là cầm đầu về cái với ba cái thằng mà lỡ nhà ông Lô Minh khủng bố không đó. Ha. Rồi bữa nay bọn chúng mày đi kiện đi thưa gì kêu gọi bà con cộng đồng tẩy chay ha. Không có ai điên làm ba trò đó đâu, có ba cái trò của mấy thằng điên khùng của đám chống cộng của lũ chúng mày á, nghe không? Nghe chưa? Thôi mình nói tới đây thôi cả nhà, nói tóm tắt cho bà con được hiểu rồi. Cái đám chống cộng nhớ nghe tao nói nghe chưa? Nghe, nhớ đi kiện nghe không? Hôm nay nghe chúng mày nói đi kiện gì? Hôm nay là ngày lịch của Mỹ, và tụi bay lợi dụng cái ngày hôm nay lịch gì đó, rồi tụi bay kéo nhau, tụi bay chụp hình, tụi bay họ hâm hù. Người nói gì? À, mời anh Lô Minh đi ra cà phê, rồi mời anh Lô Minh đi uống, đi quán bar đồ. À, trời ơi, ủa tụi mày tốt vậy đó hả? Tụi mày tốt hả? Tính đàm phán hả? Tính làm quà với Lô Minh hả? Không có dễ đâu. Cái đám chó tụi mày không có dễ đâu. Không có ai đàm phán, không có ai đi đàm phán với ba cái lũ bá dơ, cái lũ chúng mày đâu. À, cái thằng này nè, cái thằng này với hai cái thằng kia là một trong hai thằng kia nữa là cái đám mà đi lại nhà anh Lô Minh nè cả nhà. Đây, đây là một cái thằng cầm đầu đó, với hai cái thằng kia. Đây đó, mẹ cho tụi mày vô ăn cơm tù hết, chứ ngày con Lô Minh nó mới kiện ba thằng bay hết, cho bay ăn cơm tù hết ba thằng này nè cả nhà. Ba thằng này đã nhận Lô Minh đó, đúng không? Mình ở trong phòng cả nhà, đang bận nó đang giữ em bé nó làm luôn. Cái đám chống cộng này nè, có cái thằng đó là một trong đây nè. Chúng chu chúng nhủi. Nghe nói mắc ỉa cho mặt mấy thằng bay quá à, mấy thằng chó đẻ. Mời bia luôn. Mời bia vô luôn. Anh Mỹ mời bia vô luôn. Trời ơi, nghe nói sao tao mắc ỉa cho mặt mấy thằng bay quá à.
chuẩn bị vô trong tù đi đó. Đây hai thằng đó với một thằng kia là ba thằng, ba một trong ba thằng này là đi lợi nhận lo minh đây. Trời ơi mày có cái gì chịu ai đặt cái lợi hạn mày, ai nói chuyện làm gì, nói chuyện với mà lính Mỹ à. Sủa vậy mày nghe tiếng sủa là mày tiếng chó rồi, mày cũng nghe tiếng chó rồi là mày chó luôn rồi. Mày đúng hả, mày đúng cái con bỉ mẹ mày, thằng chó đẻ lũ chúng mày là lũ sâu bọ đó, phải không, còn một lũ sâu bọ đó. Thằng già mày ở ở bên đó thì mày ở đây mày xuyên tạc, thì con cháu mày xuyên tạc thì đất nước Việt Nam tao làm cái gì, thằng chó đẻ già. Hả? Ai ăn tiền thuế của mày, người ta làm mồ hôi nước mắt của người ta chứ người ta giàu lên. Ai ăn tiền thuế của mày, thằng chó đẻ, ai ăn tiền thuế của mày, mày vô khống với thằng chó. Theo dõi hả? Đi về Việt Nam theo dõi hả? Theo dõi Việt Nam, về Việt Nam theo dõi gia đình Lô Minh làm gì? Liếm gái không hả? Trời ơi, có loại mà ai ai đi gặp thèm gặp chúng mày làm gì? Bữa nay là ngày luật pháp. Ờ. Chứ còn cái ngày mà hôm nay ngày luật pháp rồi bắt đầu bọn chúng mày đi lại đây đặng chi? Ngày luật pháp là bọn chúng mày đi lại mượn cái ngày luật pháp để lại chụp hình đó không? Còn già này nữa. Già này nữa nè. Những người mà ở đất nước Mỹ này khi mà đã ở đây mình là người Việt nhưng mà quốc tịch Mỹ. Ừ. Gốc Việt phải không? Ừ. Thì mình phải bảo vệ cho cái đất nước này chứ không thể là ăn cơm quốc gia thảo hoa thực sản. Bảo vệ mấy thằng chó đẻ chứ mày hả? Bảo vệ mấy thằng đánh phá Việt Nam á hả? Các cháu vậy thôi. Hả? Lô Minh đâu có phải bị khùng như mấy thằng bay. Có mấy thằng khùng như bay á mà đánh phá Việt Nam. Cái đồ khùng đồ điên đánh phá Việt Nam, ai đi bảo vệ mấy thằng chó đẻ chứ mày? Tôi làm gì đuổi? Làm gì đuổi, tụi bay làm cái gì, tụi bay là không có quyền gì đuổi hết á, tụi bay cũng là thằng ăn nhờ ở đậu trên đất nước Mỹ thôi. Tụi bay là ăn tiền trợ cấp của Mỹ thôi. Còn Lôi Minh á là người ta là một thương gia, không? Anh Lôi Minh đây. Trời ơi. Về Việt Nam cho nó sống thôi. Nó ở đây nó phá hoại cộng đồng Việt Nam là không có đường. Phải rồi bọn cộng sản ai chứ cộng sản là được. Sợ lắm rồi. Bọn chúng mày là cái đám phá hoại đó, bị người ta lên tiếng giật mặt cái bọn chúng mày sợ. Già ngu, lũ chúng mày điên. Cái lũ dòi bọ. Cái lũ ba que sọ lá dòi bọ. Cái lũ ăn bám, cái lũ ăn tiền trợ cấp. Cái lũ khùng, cái lũ điên. Xúc phạm gì là cái đám của tụi bay là cái đám dòi bọ tụi bay xuyên tạc về đất nước. Rồi bị anh Lô Minh lên, ông Lô Minh nóng lên, ông giật mặt lũ chúng mày. Cái bọn chúng mày nhảy dựng lên, nhảy như nhảy ngựa vậy. Dạ mà còn ngu mà ra ăn cơm quốc gia thảo mai của xã này. Trời ơi, ăn cơm quốc gia người ta làm chết mẹ thì tỷ dĩ nhiên ta làm bằng tiền ăn cơm mồ hôi nước mắt của người ta. Lũ chú mày còn ăn ba cái tiền gì, ăn tiền trợ cấp nữa mà tụi mày nói ai? Mẹ già mà nói chuyện còn ngu. Thì nó vừa nó nói cả đời nó là ở miền Tây là nó muốn gia đình nó là cộng sản không mà. Được, cộng sản rồi sao? Cộng sản là nằm bên đó rồi sao? Đi ra sao em còn trẻ. Sang đây giờ nó làm ăn nó có tiền hoặc là nó ăn như giờ nó đi chợ ra cờ là nó chống lại mình chống có được. Chớ cờ gì? Mẹ mấy thằng bay tôi nói chuyện tầm bay khùng điên lấy gì tao, người ta không chống tôi bay, người ta không bẻ lưng điệu tôi bay. Mấy thằng khùng. Đuổi đá mấy cộng đồng đi. Phải không? Mình nói chơi nó. Cảm ơn bạn. Kêu gọi tất cả đồng bào tiểu bang Corona cũng như trên toàn nước Mỹ và khắp thế giới. Hãy điểm mặt tên này bằng những tên của cộng sản Nam Dung. Rồi sao? Hãy lôi cổ những tên này trước coi như là tòa án để đưa nó trở về. Ừ. Mày có sức lực mày để lôi không? Hả? Mày có sức để mày lôi không chó đẻ?
Đúng, làm gì cũng có thấy lực pháp hết á, làm gì cũng phải có lực. Phải bình tĩnh lại đi bà con, phải có lực pháp để coi trận này ai thắng. Trận này cũng như là gì, Việt Nam mà đang đá với Lào gì đó bà con. Ông Lô Minh là Việt Nam á, đang đá bóng trên sân á. Anh Lô Minh trận này ông đang đá ba banh với cái đám chó đẻ này nè, coi phải có cái cuộc chiến thắng, bà con hãy đợi xem.